Một quả bom hàng không Pháp 3.000 nặng 3 tấn do quân đội Nga thả xuống các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng cất của Nga đã quét sạch khu vực rộng 1 km vuông. Một sở chỉ huy ngầm của lực lượng vũ trang Ukraine, một kho đạn dược và một số đơn vị xe bọc thép chiến đấu đã bị xóa sổ trong vụ đánh bom. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu quân nhân Ukraine đã thiệt mạng. Đoạn video ghi lại cảnh sử dụng bom trên không ở khu vực Kurt xuất hiện vào ngày 7 tháng 11, nhưng ngày xảy ra vụ tấn công không được nêu rõ. Đoạn phim cho thấy một cột khói và lửa khổng lồ bốc lên trời tại nơi xảy ra vụ nổ và một làn sóng nổ lan ra khắp mọi hướng xung quanh tâm trấn. Theo thông tin chưa được xác nhận, quả bom đã được thả xuống vị trí của quân đội Ukraine gần một ngôi làng thuộc quận Sutsa, vùng Kurt của Nga. Bom nổ mạnh Pháp 3.000, 3 tấn của Nga được coi là một trong những loại bom hàng không mạnh nhất trong kho vũ khí của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News ngày mùng 7 tháng 11, ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với có lẽ 70 nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nhưng ông Putin không nằm trong số đó. Tuy nhiên, ông Trump nói thêm, tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện. Phát biểu tại một cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Văn Đài tại thành phố Sochi, miền nam nước Nga khoảng một giờ trước đó, ông Putin đã chúc mừng ông Trump về chiến thắng của ông và cho biết ông sẵn sàng gọi điện thoại cho Tổng thống đắc cử sẽ không có gì là hạ thấp nếu tôi đích thân gọi điện cho ông ấy, Tổng thống Putin nói thêm. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nếu đắc cử và nói rằng ông sẽ nói chuyện với cả ông Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky để đạt được mục tiêu này. Ông Trump đưa ra ít chi tiết hơn và Moscow đã phản ứng thận trọng với người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vào tháng trước rằng ông không nghĩ rằng sẽ có một cây đũa thần có thể ngăn chặn một cuộc chiến chỉ sau một đêm. Moscow khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bắt đầu bằng việc Ukraine ngừng hoạt động quân sự và thừa nhận thực tế lãnh thổ rằng họ sẽ không bao giờ giành lại được quyền kiểm soát các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie cũng như Crimea. Ngoài ra, Điện Kremlin khẳng định rằng các mục tiêu của hoạt động quân sự của họ, bao gồm cả sự trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, sẽ đạt được. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 11, ông Putin cho biết rằng ông coi trọng những tuyên bố của ông Trump và những đề xuất của ông nhằm chấm dứt xung đột, ít nhất cũng đáng được chú ý. Hai ông Putin và Trump đã gặp nhau tại Helsinki vào năm 2018 và một lần nữa tại hội nghị thường đỉnh G20 và năm sau tại Oscar. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump tại nhiệm bị chi phối bởi những cáo buộc sai trái rằng ông thông đồng với Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 và ông đã bị chỉ trích nặng nề trên các phương tiện truyền thông Mỹ vì đã gặp người đồng cấp Nga trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Ông ấy bị mọi người ở mọi phía quấy rối. Ông ấy bị bắt nạt. Ông ấy sợ bước sang trái, sang phải nói điều gì đó sai trái. Ông Putin nói, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống mới của ông ấy. Bất cứ điều gì ông ấy làm đều tùy thuộc vào ông ấy. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 6 tháng 11, các đơn vị của Nga đã giải phóng hai khu vực tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô và gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Cụ thể, lữ đoàn phía nam của Nga đã thành công giải phóng khu vực Antonovka, trong khi lữ đoàn phía đông kiểm soát Maximovka, cả hai khu vực trên đều thuộc vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các đợt tấn công chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các lữ đoàn đã giúp quân Nga đạt được những kết quả này. Trong khu vực Kharkov, lữ đoàn phía bắc của Nga cũng gây tổn thất đáng kể cho quân đội Ukraine với khoảng 30 binh sĩ thiệt mạng và phá hủy một kho đạn của đối phương. Đặc biệt, các lữ đoàn thuộc khu vực phía Tây đã nâng cao vị trí chiến thuật, tiêu diệt khoảng 450 binh sĩ Ukraine và phá hủy nhiều thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng và hệ thống pháo tự hành của Mỹ và Anh. Ngoài ra, lữ đoàn phía Nam của Nga tiếp tục tiến công và gây thiệt hại cho năm lữ đoàn của Ukraine, khiến khoảng 645 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Các đơn vị Nga không chỉ đẩy lùi thành công đợt phản công của đối phương mà còn phá hủy nhiều xe quân sự và pháo hạng nặng. Tại khu vực miền Đông, Nga hạ thêm 125 lính Ukraine và phá hủy một hệ thống pháo tự hành do Mỹ sản xuất. Bên cạnh đó, Nga cũng nhắm vào các cơ sở năng lượng và kho nhiên liệu cung cấp cho quân đội Ukraine gây thiệt hại đáng kể. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong vòng một ngày vừa qua, Ukraine đã thiệt hại tổng cộng khoảng 1.830 binh sĩ trên các mặt trận trong khi đó các quan chức ukraine gần như chắc chắn đang bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc nhiệm kỳ tổng thống của trump có thể có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc chiến của đất nước này chống lại lực lượng nga những người đang nhanh chóng chiếm giữ hàng trăm km vuông ở phía đông nam ukraine khi họ tiến quân với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm các quan chức Ukraine trước đây đã bày tỏ sự thất vọng với chính quyền tổng thống Biden vì những gì họ coi là chậm giao vũ khí và hạn chế về cách sử dụng, vì lo ngại sẽ gây bất bình với Nga. Nhưng ông Trump có thể làm chậm hoặc dừng hoàn toàn việc chuyển giao. Ông Trump thường xuyên chỉ trích hàng chục tỷ đô la tiền vũ khí và viện trợ tài chính mà Mỹ đã gửi cho Ukraine và ông đắt thề với tư cách là tổng thống sẽ chấm dứt chiến tranh, thậm chí còn hứa sẽ thực hiện điều đó chỉ trong vòng 24 giờ nhưng ông Trump chưa bao giờ nêu rõ ông sẽ thực hiện điều đó bằng cách nào. Nhưng tính cách khó đoán và thường xuyên chỉ trích Tổng thống Zelensky của ông cùng với những gì ông Trump gọi là mối quan hệ tốt của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine có thể bị buộc phải đàm phán. Trong bối cảnh chiến tranh ngày càng leo thang, liệu ông Trump có thể đạt được hòa bình ở Ukraine trong 24 giờ như tuyên bố hay không? vẫn còn là một câu hỏi lớn. Và với nhiều người, đây có thể chỉ là một phần trong chiến lược tranh cử của ông. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 7 2023, ông Trump cho biết, tôi sẽ nói với Zelensky rằng, không còn cách nào khác, anh phải đạt được một thỏa thuận. Và tôi sẽ nói với ông Putin rằng, nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ viện trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine. Ông Trump khẳng định chắc nịch tôi sẽ hoàn thành thỏa thuận chỉ trong một ngày. Theo Dmitry Petkov, các chính trị gia thường thay đổi lời hứa sau khi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử và Nga sẽ chờ đợi các nước đi cụ thể của ông Trump trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Ngày 6 tháng 11, ông Donald Trump đã vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Phát biểu trước những người ủng hộ ở Florida, Donald Trump đã nhắc lại lời hứa khi vận động tranh cử là chấm dứt chiến tranh trên thế giới. Trước đó, ông đã cam kết giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử, đồng thời hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Theo Dmitry Peskov, khát vọng hòa bình của Donald Trump là đáng chú ý, nhưng vẫn còn quá sớm để nói liệu chúng có thành hiện thực hay không. Sau chiến thắng và khi bước vào phòng bầu dục, đôi khi các tuyên bố sẽ mang một giọng điệu khác. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ chờ đợi những bước đi cụ thể của Donald Trump, Dmitry Peskov tuyên bố. Ông lưu ý rằng Washington là bên kích động và liên tục thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột Ukraine, nên họ phải có trách nhiệm chấm dứt cuộc xung đột bằng cách thay đổi chính sách đối ngoại của mình, mặc dù Moscow không mong đợi bất kỳ thay đổi nào sẽ xảy ra ngay lập tức. Liệu điều này có được thực hiện hay không và thực hiện như thế nào, chúng ta sẽ thấy sau tháng 1 2025, ám chỉ đến lễ nhậm chức của Donald Trump. Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow sẽ đối thoại cởi mở với chính quyền mới của Donald Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, bất chấp những lời hứa của Donald Trump thì chúng ta đang nói về một quốc gia thù địch trực tiếp và gián tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại nhà nước Nga. Đồng thời nhắc lại rằng Moscow coi cuộc bầu cử tổng thống là vấn đề nội bộ của Mỹ. Các quan chức ở Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc họ thiên vị Donald Trump hoặc Kamala Harris trong cuộc bầu cử vì nhiều người tin không ứng cử viên nào có thể cải thiện được mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sự lựa chọn Tổng thống Mỹ tùy thuộc vào người dân Mỹ. Nga sẽ đối xử với sự lựa chọn của người dân Mỹ một cách tôn trọng và làm việc với bất kỳ Tổng thống nào mà người dân Mỹ bầu ra. Sau khi ông Trump đắc cử, Ukraine đã cố gắng thể hiện rằng họ không mấy quan ngại về sự thay đổi của Mỹ. Đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine, hầu hết các nhà quan sát ít nhất đều cho rằng nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ rất khó dự đoán. Một số còn cho rằng sẽ có những điều bất ngờ. Trump cho biết ông sẽ có thể giải quyết cuộc xung đột trước khi ông nhậm chức. Điều này chắc chắn sẽ đòi hỏi những nhượng bộ lớn mà Kiev cho là không thể chấp nhận được. Ông đã ca ngợi tổng thống Nga Vladimir Putin và đổ lỗi cho sai lầm của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì đã khơi mào chiến tranh, đồng thời từ chối cam kết gửi thêm viện trợ cho Kiev. Maxim Kotetsky, người đứng đầu Trung tâm Hoạch định Chính sách, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Kiev cho biết, ông Trump sẽ thực hiện các nỗ lực xoa dịu Nga tôi e rằng nó sẽ có những tác động tiêu cực đến xã hội Ukraine, ông nói. Thế nhưng, ông Zelensky phải ngậm bò hòn làm ngọt và hoan nghênh chiến thắng của ông Trump, nói rằng ông mong chờ kỷ nguyên của một nước Mỹ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump. Mỹ đã phê duyệt 175 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Nếu ông Trump rút lại sự hỗ trợ của Mỹ, khả năng phòng thủ của Ukraine trước quân đội Nga sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nước này cũng có thể bị buộc phải đầu hàng. Các quan chức Nga trong khi đó cho biết Moscow mong đợi những thay đổi dưới thời của Trump. Rất khó dự đoán, một nhà ngoại giao Nga nói với NBC, kết quả không phải là phần thú vị nhất, điều tốt nhất là những gì xảy ra sau đó. Trên thực tế, Ukraine đã phản đối giới hạn hỗ trợ của Mỹ dưới thời chính quyền Biden trong nhiều tháng. Koteski thuộc Tổ chức Nghiên cứu có trụ sở tại Kiev cho biết, Chiến thắng của ông Trump đồng nghĩa với những rủi ro và cơ hội lớn, chỉ có thời gian mới có thể cho thấy nó sẽ đi đến đâu. Trái ngược với Ukraine, những cuộc ăn mừng đã nhanh chóng xuất hiện ở Israel trong hôm mùng 6 tháng 11 sau khi ông Trump tái đắc cử. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên chúc mừng ông Trump về điều mà ông gọi là sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử. Một phản ứng tưng bừng có thể làm giấy lên lo ngại về sự leo thang hơn nữa khi nước này tiến hành tấn công ở phía bắc Gaza và chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa của Iran. Các quan chức Ukraine đã đưa ra lời khen ngợi riêng của họ với ông Trump, trong thực tế là giờ đây họ phải đối mặt với một tương lai thậm chí còn bất ổn hơn do nhiều nghi ngại về việc liệu chính quyền Trump có duy trì viện trợ quân sự cho Kiev hay không. Sự nghi ngại diễn ra ngay giữa lúc Ukraine đang đối mặt với việc quân đội Triều Tiên xuất hiện trên chiến trường tổng thống đắc cử trump bị các nhà phê bình lên án là một người theo chủ nghĩa biệt lập nguy hiểm khuyến khích những kẻ mạnh mẽ và được những người ủng hộ ca ngợi là người bảo vệ các lợi ích của nước mỹ hầu hết các nhà quan sát đồng tình rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông trump sẽ rất khó đoán định